vàng nhẫn cháy hàng, người dân Hà Nội ngậm ngùi ra về. Nhiều người dân đến mua vàng nhẫn, vàng SJC tại phố vàng Trần Nhân Tông, Hà Nội phải quay xe về không vì vàng hết từ sớm. Nhiều khách hàng đến hỏi mua vàng nhẫn, vàng miếng SJC phải ra về vì vàng cháy hàng. Ảnh Nguyễn Hiền, giá vàng SJC cán mốc hơn 92 triệu đồng một lượng vào sáng ngày 10 tháng 5, khiến thị trường vàng vốn đã sôi động lại càng thêm nóng. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại Hà Nội, người dân đổ xô đi mua vàng. Nhiều người muốn mua cũng không mua được vì vàng cháy hàng. Hơn 15 giờ, nhiều người dân vẫn đến các cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông để hỏi mua cả vàng nhẫn và vàng miếng SJC. Tuy nhiên chỉ nhận được câu trả lời đã hết hàng và hẹn quay lại vào sáng hôm sau. Thị trường vàng sôi động trên phố Trần Nhân Tông. Hà Nội giữ cơn sốt đỉnh điểm của giá vàng. Ảnh Nguyễn Hiền, những ngày giá vàng biến động chóng mặt. Anh Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội, đều có mặt tại con phố vàng nổi tiếng nhất Hà Nội, Trần Nhân Tông, để tham khảo thị trường và mua thêm vàng nhẫn. Anh Thắng cho biết khi vàng nhẫn ở ngưỡng 65 triệu đồng một lượng, anh kỳ vọng giá vàng sẽ xuống thêm nên không mua. Khi quyết định xuống tiền thì giá vàng đã lên đến 72 triệu đồng một lượng. Bản thân anh Thắng thích mua vàng nhẫn hơn bởi giá vàng nhẫn khá sát so với giá vàng thế giới. Mặt khác, vì giá vàng SJC đã tăng khá cao, nếu mua vào ở thời điểm này dễ rủi ro. Mỗi lần giao dịch anh Thắng chỉ mua được 5 chỉ vàng nhẫn. Cùng với anh Thắng, nhiều người khác cũng đến để hỏi mua vàng. Ngay khi dừng xe, nhân viên bảo vệ của cửa hàng đã hỏi nhu cầu mua, bán của khách hàng. Nếu khách đến bán vàng hoặc mua vàng trang sức thì có thể giao dịch. Còn vàng nhẫn và SJC đều đã hết hàng. Đa phần khách hàng đến để tìm mua vàng nhẫn. Một số khách hàng may mắn mua được vàng trong ngày hôm nay chia sẻ bí quyết nên đi buổi sáng để dễ mua hơn. Người dân thủ đô xếp hàng chờ mua vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh Lê Thanh, tại một số cửa hàng khác, khách hàng có thể mua theo dạng trả tiền trước, nhận vàng sau. Khách hàng sẽ trả tiền và chốt giá ở hiện tại và nhận hàng theo giấy hẹn của cửa hàng. Chiều ngày 10 tháng 5, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được niêm yết với giá bán ra ở mức 92,4 triệu đồng một lượng, giá mua vào là 90,1 triệu đồng một lượng, cao hơn 3 triệu đồng so với cuối ngày 9 tháng 5. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay. Hiện giá vàng SJC đang chênh lệch gần 20 triệu đồng so với giá vàng thế giới. Tại công ty Bảo Tín Minh Châu và công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, PNG, giá vàng bán ra ở mức 92,2 triệu đồng một lượng, giá mua vào ở mức 89,9 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tại công ty Bảo Tín Minh Châu được mua vào với giá 75,33 triệu đồng một lượng, trên 1,5 triệu đồng một lượng so với giá bán ra. Còn tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, SJC, giá vàng nhẫn bán ra được niêm yết là 76,55 triệu đồng một lượng, giá mua vào là 74,85 triệu đồng một lượng.